Anh biết đấy, chẳng có người đàn ông nào có thể chấp nhận một chuyện như vậy. Nhưng anh Tuấn thì khác. Anh ta vớ vẩn vậy thôi. Là đàn ông anh biết, không có thằng đàn ông nào muốn nuôi con của người khác cả. Em đừng có ngốc. Em yêu anh, cái thai trong bụng cũng là của anh. Anh sẽ xúc tiến việc ly hôn sớm, rồi hợp thức hóa mối quan hệ với hai mẹ con nhá. Em ở lại ăn cơm đã. Đừng giữ. Mẹ không muốn có mặt nó trong bữa cơm này. Ok, mẹ. Mẹ. Mẹ sòng phẳng với con một lần được không ạ? Ngày hôm nay, mẹ nói cho con và anh Dũng nghe tại sao trước kia mẹ đã đồng ý cho chúng con kết hôn và giờ nhất định chia lìa vợ chồng con. Tại sao mẹ căm ghét con đến như thế ạ? Phải có lý do chứ ạ. Hôm nay con sẽ bình tĩnh để nghe mẹ nói hết ạ. Tôi nghĩ cô phải rõ nhất những việc mình đã làm chứ nhỉ? Còn phải đợi tôi nhắc nữa hay sao? Nếu cô đồng ý ly hôn, tôi sẽ cho tiền mà cứu thằng Hưởng. Anh định mặc cả với tôi đấy à?